đứng ở bên trên đỉnh núi, trên đường mà nhìn xuống dưới cái trang trại của bác sĩ, cái trang trại nuôi cá hồi và cá tầm thì nó ở bên dưới thung lũng. Thì bây giờ bắt đầu đi vào trong trang trại của bác sĩ xem như nào, quý vị các bạn cùng theo dõi nhá. Hello, hello. Ê, đi vào chỗ trang trại của bác sĩ khám phá xem là bác cái nuôi cái trang trại về cá hồi, nguồn gốc của cá hồi ở đây này, cá hồi rồi là cá tầm với lại cá chép. Giờ đi vào xem nhá, vào xem nhà bác sĩ bác cái làm ăn thế nào nhá, ở trong sâu của Sapa này này. Mình sẽ review cho quý vị các bạn cùng xem nha, tất cả khu vực của trang trại của nhà bác sĩ nhá. Bắt đầu đi vào khu chăn nuôi bể cá hồi và cá tầm. Đây là khoang 1. Khoang 1 đây là cá nhỡ nhỡ này. Ôi dồi ôi, sao nó nhiều thế này, nhung nhúc như này. Ôi dồi ôi, hàng vạn con, nhiều chưa từng thấy này. Đây là nơi mà cung cấp cá giống, cá hồi và cá tầm giống. Nếu ai có nhu cầu thì liên hệ với lại bác sĩ ở trên xe ba này nhá, để mua giống cá hồi cá tầm về nuôi nhá. Nhưng mà riêng cái dòng cá này nó chỉ có thích hợp với ở cái vùng vùng cao, vùng nước lạnh, càng rét càng tốt. Đây là sang các cái khoang thứ hai thứ ba rồi. Ôi dồi ôi, hàng vạn hàng triệu con, nhung nhúc như thế này cơ mà. Đúng đại gia thật. Đại gia ẩn trong núi đấy. Tỷ phú ẩn trong núi đấy. Úi dồi ôi, sao đấy xây được những cái công trình lớn như thế này, toàn cá tầm cá hồi thì úi dồi ôi, nhiều nhung nhúc. Đây ở điểm này nó ở trong thung lũng. Đây là cái nhà chòi để cho công nhân ở và trông coi này. Đây là cái khoang này khá rộng mà nhiều như thế này. Đây là bên tay phải, đây là mình đang đi ở bên tay phải để tham quan các cái khoang cá này. Thì bên tay phải này nó rơi vào tầm cỡ hơn 10, 12, 13 khoang cá này. Đây là tự bác sĩ bác cái xây nên cái trang trại này và kinh doanh chăn nuôi ở đây. Ừ, phải nuôi cả có cả nuôi bác sĩ thú y rồi là 5-6 nhân viên nữa để chăm sóc cá và trông coi ở đây. Đây là những cái bể cá này thật là kinh khủng này, mỗi bể này phải hàng mấy nghìn con. Hệ thống nước này thì như vậy thì nó tiện lợi một cái là ở trên suối nó đổ xuống. Gần đây thì nó có cái suối trên cao thì nó dội xuống, thì như vậy nên nhà bác cái nắp những cái đường ống này, nó lợi thế là lợi thế là nắp những cái đường ống này nó từ trên núi nó xuống, nên ra là lúc nào nó cũng gây động thì cá nó mới sống được, tạo oxy cho cá. Đấy còn bên dưới thì hù đủ rồi. Cái này là cái thứ 11, 12 thì này, 12, 13 khoang bên tay phải này. Ôi dồi ôi, khủng quá. Đúng tỷ phú ẩn trong núi. Đây này, bể này cá to này. Ôi dồi ôi,
mỗi con phải mấy cân. Khủng quá, càng các cái bể dưới này thì lại càng cá to mà. Cây cối mát, mà cái vùng trên Sapa này nó rất lạnh. Tầm này ở trên này nó chỉ khoảng độ 17 đến 20 độ thôi. Càng cao càng lạnh. Bên dưới Hà Nội thì nó rơi tầm cỡ 40 độ. Đây là ba cái khoang này là ba cái khoang cá giống này. Ôi dồi ôi, nhiều như thế này cơ mà. Toàn cá tầm, đây cá tầm này của Trung Quốc và của Nga. Cá đầu nhọn này là cá của Trung Quốc này. Còn cá tầm mà đầu hơi tròn tí thì lại của Nga cơ. Nó sống toàn nước lạnh mà. Ôi dồi ôi, cứ nhung nhúc này. Nếu như ai mua cá tầm, cá hồi thì về đây nhá. Liên hệ với lại A Còng, với lại liên hệ với bác sĩ nhá. Giá cả hữu nghị thôi, mua con giống về nuôi bán đắt lắm ấy. Nhưng lúc mua này thì nó giá rẻ thôi. Tùy theo 20-30 một con thôi. Ôi dồi ôi, béo ơi, nghịch cái gì này. Ôi dồi ôi, không biết lạnh ư mà này cứ nghịch. Đây ra ăn đây này, coi như là rìa đường này có cái vườn lá su su. Cái vùng trên cao này thì họ hay trồng cây su su. Như ở Tam Đảo cũng hay trồng su su. Cái su su này mà xào với tỏi với luộc thì ăn thì tuyệt vời nhau. Đấy, bây giờ đi xuống cái cấp này xem nào. Chỗ này xem là mấy khoang này. 2, 4 3, 4, 5 khoang thì đây. Nhưng mà có 2, 3 cái đang sử dụng. Ôi dồi, toàn cá hồi nữa, cả cá hồi nữa này. Ôi dồi ôi, sao mà nhiều đến thế chứ nhỉ. Những đại gia ẩn trong núi thật. Rồi bác sĩ này mang cái đi qua nhà du lịch thế giới này, mấy chục nước rồi, thấy hình như nói vào 3-4 nước, 3-3 nước hay sao. Nên đây là cạnh đây là cái suối. Cái suối nó tiện lợi, cái này cái suối từ trên núi này nó chảy xuống ra là bắc những cái ống để cho nó vào cái bể để cấp và thoát nước ở đây đi, để tạo oxy cho cá. Đây đi sang qua cái cầu này thì đây là dãy bên tay trái. Đi sang bên tay trái này xem nhá. Xem bên tay trái này là bác cái nuôi thế nào nhá. Nhà ở thì bên Bạch Hổ, ở bên tay trái thì có Thanh Long, có con suối, làm gì chả thịnh vượng. Đây toàn bộ dãy bên trái này, đi lên cái bể A1 này xem như nào nhá. Bể cao này xem nó như thế nào. Nó tiện lợi một cái là nước nuôi của trên suối, trên núi nó chảy xuống. Thông ra là chỉ bắt những cái ống nước vào thôi và cấp nước vào, thoát nước ra. Đây này, bể này cũng tương đối cá nhỡ nhỡ rồi. Ui dồi ôi, sao lại nhiều thế này. Ui, cái bể này phải đến chứa đến vạn con. Ai dạ, nhiều như thế này cơ mà nhung nhúc này. Nhỡ nhỡ này phải có mỗi con phải tầm cỡ 1-2 cân được. Đấy, đường cấp nước vào, cấp nước ra ấy. Rất là hiện đại. Thế nào mà lại coi như là tỷ phú này ẩn vào trong núi này, ở trong này chăn nuôi lớn như thế này. Ngoài thị xã Sa Pa thì coi như là mấy cái homestay to tướng ấy. Xây những cái nhà homestay đến 120-130 triệu, 120-130 tỷ, kinh khủng. Ôi dồi ôi, lại còn bể cá này nữa này, lên tiếp này. Bên tay trái này cũng phải mười mấy cái bể này. Bên này thì toàn bể to hơn. Ái dạ, bên này cái bể này cá to hơn này. Ôi dạ, đấy, lại có người đẹp ngắm cá đây. Ôi trời ơi, tí nữa làm con và uống rượu được. Làm con cá hồi uống rượu, lâu lắm cũng được ăn cá hồi. Tiếp tục xuống dãy bể bên dưới này nữa này. Ai à, bên này hình như toàn cá to. Ui dồi,
Sao lại nhiều thế này nhỉ? Đúng rồi, bên này toàn cá to. Ủa, có con mấy cân này. Sao lại nhiều đến thế chứ nhỉ? Nghe thấy bảo là có người muốn mua lại cái khu này mấy chục tỷ, 30-40 tỷ đây này. Mà bác ấy chưa thèm bán. Vì nghĩ là ở trong này để cho nó mát mẻ và đồng thời là tăng độ sống tuổi thọ. Sung sướng như thế này đi đâu. Đi đây đi đó xong về đây ăn ngủ nghỉ. Úi dồi ôi, phải nói là quá hiện đại. Đầu tư những cái bể công trình lớn như thế này. Đây này, bể này cá to này. Con nào phải đến, úi dồi ôi, con này phải 3-4-5 cân ý. Đúng thật. Ôi đây là mình đứng cao, mình quay đi nhá. Úi dồi, con này phải 6 cân thật. Ôi, cái bể này nó phải rơi vào tầm cỡ coi như là, úi dồi, phải đến vạn con này. Nó nhiều như thế. Đây, bắt đầu tiếp tục lại xuống dãy bể dưới tiếp này. Ai da, ôi. Tổng số là 27 bể cơ. Khủng khiếp nhỉ. 27 cái bể này, cả bên phải bên trái thì kinh khủng quá. Đầu tư ác liệt đấy. Cây cối hoa quả trên đồi núi mắt lạnh. Đây đang đứng này là lạnh lắm này này. Sờ vào nước là rất lạnh này. Bởi vì cái giống cá hồi và cá tầm này nó chỉ có ưa lạnh mà nó ở lạnh rồi. Khả năng nuôi dưới vùng đồng bằng lạnh dưới này thì là có khi là nước nóng, nước ấm không ở được. Nó chỉ có sống vùng nước lạnh như là ở bên nước Nga đấy. Ví dụ chẳng hạn cái dòng cá tầm đầu hơi tròn tròn tí thì nó ở bên Nga. Nó sống vùng lạnh. Thường cái tầm đầu nhọn này mới lại thân mình hoa này thì nó ở bên Trung Quốc. Trung Quốc đầu tư sang mà mình mua giống của nó. Khá đắt đấy. Cái dòng cá này thì ăn cái xương của nó rất mềm, nó nhiều sụn. Vẫn ở cái dạng tức là ăn là vừa đắt lại vừa ngon. Lẩu cá tầm thì tuyệt đỉnh cú mèo. Không tanh không tung gì. Toàn lạc, gần như là lạc mới sụn. Đấy, cạnh đây là cái suối này. Đấy, cái suối trên núi nó chảy xuống. Nó đẹp như thế này. Ui giời ơi, đây là quay ngược lên đấy nhá. Quay ngược lên nhìn này. Cả cái dòng suối chảy như thế này, nó chảy về xuôi đấy. Còn đằng sau, đằng trên kia là thấy bác ấy kể chuyện là đấy là đằng sau là có 5 quả núi. 5 quả núi này là người ta gọi là Ngũ Chỉ Sơn. Thấy bác sĩ bác ấy giới thiệu đấy. 5 quả núi này người ta gọi là Ngũ Chỉ Sơn. Ý mà nói là bàn tay của Phật. Ở đấy người ta gọi thế. Vùng dân tộc trên ấy người ta gọi thế. Đấy, còn gọi là Ngũ Nhạc. Ngũ Chỉ Sơn này có khả năng là người ta đi sư phụ Đường Tăng đi lấy kinh, khả năng qua đấy. Ui cái bể này, bể này là bể cá hồi đúng không? Cá hồi nuôi riêng này đúng không nhỉ? Thấy đầu toàn hơi tròn này. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, sao lại nhiều đến thế này chứ nhỉ? Ôi dồi ôi, phải đến hàng vạn con, hàng nghìn con, hàng nghìn hàng vạn con này này. Dã man quá. Sao đầu tư khủng khiếp thế này bác sĩ ơi? Úi dồi ôi, nước vào nước ra, cá bơi nặng. Mình chỉ cần được một cái bể này thôi nuôi đã sướng rồi nhỉ. Đây gần 30 cái bể cơ mà, kinh khủng. Cả cá thịt, cả cá giống. Khủng khiếp quá. Đầu tư bao nhiêu tỷ vào đây. Lại còn nuôi bao nhiêu công nhân nữa, lại nuôi cả các bác sĩ thú y nữa. Sợ không?
Ôi dồi ôi, béo ơi, cái gì đây? Ôi dồi ôi, khéo nhá. Ôi dồi ôi, chỗ này cái bể này đông rồi này. Ôi dồi ôi, đúng chỗ này cá hồi sang đây. Đúng cá hồi thật. Ôi, lẫn cả cá tầm kia kìa. Ôi dồi ôi, to quá. Bể này chỗ này hình như có một con chết đây này. Huyền ơi, hình chỗ này có một con chết đây này. Để đợi nước sóng giang kia rồi là vớt lên. Đấy, nó đang trôi ra, vòng ra đằng kia rồi. Ui giời ơi, đông. Đấy, bắt đầu lên dốc đấy. Con này nó bị làm sao chết đi bác ạ? Đấy, một là rác rồi tinh rồi là trùng hỏa neo rồi các loại. À thế à? Đồng ruộng. À, không, tức là không không phải mổ để khám nghiệm à? Mình không có kính hiển vi, không có à. Nhưng mà nó cứ chết, thỉnh thoảng nó chết một vài con thì cứ buổi sáng lên mình trả cánh được không? À.